xuất hiện đoạn clip sinh vật quái dị chui ra từ xác bọ ngựa khiến người xem sởn da gà. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video khá kinh dị khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, khi một người dùng lưỡi cưa ấn vào bụng con bọ ngựa đang nằm bất động, thì bất thình lình xuất hiện 4 chiếc vòi màu đen ngọ ngoại chui ra từ bên dưới cơ thể của con vật. Những chiếc vòi nhanh chóng vươn dài ra liên tục ngọ ngoại, chen chúc như thể đang cố gắng thoát ra khỏi xác con bọ ngựa, tạo nên cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Qua tìm hiểu, những chiếc vòi đáng sợ này chính là một loại ký sinh trùng có tên gọi là giun bờm ngựa. Loài giun này chuyên ký sinh trên các loại côn trùng và không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng trong người vật chủ để phát triển. Kích thước tối đa của một con giun bờm ngựa có thể dài đến 2 mét, nhưng vì cơ thể rất mảnh nên một vật chủ có thể ký sinh đồng thời vài chục cá thể. Khi phát triển đủ lớn, chúng tiết ra chất gây phá hủy hệ thống thần kinh, làm rối loạn tâm trí vật chủ, khiến vật chủ có cảm giác khát nước, rồi tự lao mình xuống nước chết đuối. Đây là môi trường lý tưởng đối với giun bờm ngựa để tiếp tục quá trình sinh sản. Xem xong đoạn video, nhiều người lập tức liên tưởng đến những con quái vật ngoài hành tinh xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh dị nổi tiếng. Còn các bạn khán giả của Tình Bào Phúc Bí Ẩn nghĩ sao về sinh vật kỳ lạ này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video cho chúng tôi biết nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bào Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bào Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.